Cô chào các bạn học sinh khối 4. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết lịch sử lớp 4 tuần 27, bài 23, Thành thị ở thế kỷ 16-17. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai nội dung chính sau. Thứ nhất, các thành thị lớn ở thế kỷ 16-17. Thứ hai, sự phát triển của các thành thị ở thế kỷ 16-17. Trước khi bước vào bài học, các bạn hãy cho cô biết em hiểu thế nào là thành thị. Thành thị là nơi dân cư đông đúc, công nghiệp và thương nghiệp phát triển, sinh hoạt văn hóa phong phú, phân biệt với nông thôn. Như vậy, các bạn đã hiểu về thành thị. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu các thành thị lớn của nước ta ở thế kỷ 16-17 nhé. Theo các bạn, ở thế kỷ 16-17, nước ta có những thành thị nào nổi tiếng? Chúng ta cùng theo dõi đáp án của cô. Ba thành thị lớn nhất nước ta thế kỷ 16-17 là: thứ nhất là thành Thăng Long, chính là Hà Nội ngày nay. Thứ hai là Phố Hiến ở Hưng Yên. Và thứ ba là Hội An ở Quảng Nam. Các em hãy quan sát lượt đồ để thấy được vị trí của ba thành thị lớn của nước ta ở thế kỷ 16-17 nhé. Đây là Thăng Long, còn đây là Phố Hiến, và đây là Hội An. Sau đây, cô sẽ giới thiệu với các bạn một vài nét tiêu biểu của từng thành thị của nước ta ở thế kỷ 16-17 nhé. Đầu tiên là thành Thăng Long. Đây là tranh vẽ một góc Thăng Long ở thế kỷ 16-17. Cảnh Thăng Long xưa. Đây là phố Hàng Đồng, nơi đây được biết đến với sự sầm uất của các gian hàng chuyên sản xuất và bán đồ đồng như mâm, nồi, đỉnh, lư hương. Phố Hàng Bạc, nơi đây là cái nôi của nghề kim hoàn tại đất Kinh Kỳ, gắn với nghề chế tác, đúc và đổi bạc. Phố Hàng Đường, tên phố có nguồn gốc từ các mặt hàng bánh kẹo và các sản phẩm làm từ đường, mật. Phố Hàng Đào, đây là trung tâm tơ lụa sầm uất của kinh thành Thăng Long. Hình ảnh cửa hiệu Đức Hòa ở phố Hàng Đào. Phố Hàng Ngam, nơi đây cũng nổi tiếng về việc buôn bán quần áo, vải vóc. Một nhà buôn người Anh mô tả Thăng Long vào năm 1685, thành Thăng Long có thể so với nhiều thành thị ở Á Châu, nhưng lại đông dân hơn. Những ngày phiên chợ, dân ở các làng lân cận kiểu kịt gánh hàng hóa đến đông không thể tưởng tượng được. Các con đường rộng bây giờ đều trở thành chật chội. Nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Đình Hổ mô tả lại, đất kinh thành Thăng Long, người nhiều, nhà ở san sát, thường hay có hỏa hoạn. Phường Hàng Ngang và phường Hàng Đào là nơi bán áo, bán các thứ tơ, lụa, vóc, nhiễu. Hàng Buồm cũng là một phố buôn bán rất huyên náo. Vừa rồi chúng ta đã được tìm hiểu về thành Thăng Long. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về phố Hiến. Phố Hiến là một địa danh lịch sử ở thành phố Hưng Yên. Phố Hiến xưa là một đô thị trải dài theo bờ sông Hồng, cách Hà Nội 55 km. Vào các thế kỷ 16-17, nơi đây là một thương cảng cổ nổi tiếng của Việt Nam. Lúc ấy, ngoài kinh đô Thăng Long là thành thị phồn vinh nhất nước, phố Hiến đã là một đô thị nổi bật đứng ở vị trí thứ hai. Dân gian có câu, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì phố Hiến. Kinh Kỳ là thành Thăng Long và phố Hiến nổi tiếng trong bốn phương là một tiểu Tràng An, tức một kinh đô thu nhỏ. Theo mô tả của người nước ngoài, bấy giờ phố Hiến có trên 2.000 nóc nhà của các cư dân từ nhiều nước đến ở. Trong đó, người Trung Quốc và người Nhật Bản rất đông. Ngoài ra còn có người Hà Lan, Anh, Pháp, nơi đây buôn bán rất tấp nập. Đây là tranh vẽ về phố Hiến ở Hưng Yên. Cảnh buôn bán tấp nập ở phố Hiến. Còn đây là cảnh phố Hiến ngày nay. Tiếp đến, cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về Hội An. Đây là tranh vẽ một góc Hội An ở thế kỷ 17. Hội An là thành phố cảng lớn nhất ở đàng trong. Các nhà buôn Nhật Bản cùng với một số cư dân địa phương đã dựng nên thành phố này.
Năm 1618, một giáo sĩ người Pháp đã nhận xét Hội An là hải cảng đẹp nhất, nơi mà thương nhân ngoại quốc thường lui tới buôn bán. Những ngôi nhà cổ ở Hội An. Chùa cầu ở Hội An. Đây là hình ảnh về bến thuyền bên bờ sông Hoài ở Hội An, nơi đây tàu thuyền tập trung rất đông đúc. Những ngôi nhà cổ bên bờ sông Hoài ở Hội An. Ngày 5 tháng 12 năm 1999, phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Qua việc tìm hiểu các nội dung trên, chúng ta rút ra được kết luận sau. Thành thị nổi tiếng ở nước ta thế kỷ 16-17 là Thăng Long chính là Hà Nội ngày nay, Phố Hiến ở Hưng Yên và Hội An ở Quảng Nam. Như vậy, các bạn đã biết được các thành thị lớn ở nước ta vào thế kỷ 16-17. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang nội dung thứ hai của bài, sự phát triển của các thành thị ở thế kỷ 16-17. Theo em, cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời đó như thế nào? Để trả lời được câu hỏi trên, các bạn hãy quan sát tranh và nêu một số nhận xét về dân số, về nhà cửa, đường phố và về hoạt động buôn bán của các thành thị mà các bạn vừa tìm hiểu ở trên nhé. Đây là cảnh dân cư đông đúc ở thế kỷ 16-17. Qua việc quan sát cảnh dân cư, em có nhận xét gì về dân số của các thành thị nước ta thế kỷ 16-17? Dân số của các thành thị nước ta thế kỷ 16-17 rất đông đúc, có cả dân trong nước và khách nước ngoài. Các bạn hãy quan sát cảnh nhà cửa, đường phố ở thế kỷ 16-17. Em có nhận xét gì về nhà cửa, đường phố nước ta thế kỷ 16-17? Các thành thị nước ta thế kỷ 16-17, nhà cửa san sát, đường phố chật hẹp. Tiếp đến là cảnh buôn bán ở thế kỷ 16-17. Em có nhận xét gì về hoạt động buôn bán của các thành thị nước ta thế kỷ 16-17? Hoạt động buôn bán của các thành thị nước ta thế kỷ 16-17 rất sôi động, tấp nập. Vậy theo em, cảnh hoạt động buôn bán sôi động ở các thành thị nói lên điều gì về tình hình kinh tế nước ta thời đó? Qua hoạt động buôn bán, nói lên tình hình kinh tế nước ta thời đó rất phát triển, đặc biệt là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm để trao đổi, mua bán. Qua việc quan sát tranh và trả lời được các câu hỏi trên, chúng ta sẽ rút ra được kết luận sau. Thành thị nước ta lúc đó tập trung đông người, quy mô hoạt động rộng lớn, buôn bán sầm uất. Sự phát triển của thành thị phản ánh sự phát triển mạnh của thương nghiệp, tạo nhiều thuận lợi cho giao lưu văn hóa, tiếp thu các thành tựu khoa học, kỹ thuật. Các bạn đã biết được về các thành thị của nước ta ở thế kỷ 16-17 và sự phát triển của các thành thị đó. Sau đây chúng ta sẽ cùng rút ra nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Vào thế kỷ 16-17, một số thành thị ở nước ta trở nên phồn thịnh. Thăng Long, Phố Hiến, Hội An là những thành thị nổi tiếng thời đó. Đây chính là nội dung chính của bài mà các bạn cần ghi nhớ. Thật tự hào phải không các bạn? Cả ba thành thị Thăng Long, Phố Hiến, Hội An đều là danh lam thắng cảnh và là những thành thị mang ý nghĩa lịch sử đối với đất nước ta. Các bạn đã đến đây du lịch tham quan chưa? Nếu có dịp, các bạn hãy đến đây nhé! Đến đây để chiêm ngưỡng biết bao nhiêu cảnh đẹp, thêm yêu quê hương đất nước của mình và các bạn nhớ chung tay bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp ở từng nơi mà các bạn đến nhé! Trong tiết học hôm nay, chúng ta đã được tìm hiểu về các thành thị ở thế kỷ 16-17. Về nhà, các bạn xem lại nội dung bài học ghi nhớ trang 58, chuẩn bị tiếp cho cô bài 24, Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long năm 1786, sách giáo khoa trang 59. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các bạn có một buổi học thật thú vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.